Công ty trách nhiệm hữu hạn Thủy Kim Sinh xin trân trọng giới thiệu sản phẩm phân vi sinh vật TKS Chichudema TKS Nema sang tuyến trùng rễ, sức mạnh vi sinh. Sự thiếu hụt nấm săn mồi trong tự nhiên làm tăng khả năng xảy ra thiệt hại cho cây trồng do các sinh vật ký sinh như tuyến trùng nội ký sinh, mè lòi Gene, Incognita, gây vướng rễ tạo tổn thương cho các loại nấm Fusarium HP, Phytophthora HP, Phytophthora HP, UHP, gây hại. Tuyến trùng ngoại ký sinh Ratilentru và Siphinema truyền bệnh virus cho cây. TKS Nema là loại bộ ký sinh học mới nhất chống lại tuyến trùng. TKS Nema cung cấp cho đất các loại nấm ăn thịt, nấm săn mồi mới để chống lại các tác nhân gây bệnh từ gốc, rễ. Ngăn ngừa hiện tượng vàng lá, rụng lá do tuyến trùng gây tổn thương hệ thống rễ, tung mạng lưới săn bắt tuyến trùng tại vùng quanh bộ rễ. Duy trì sự cân bằng lành mạnh của các vi khuẩn có lợi trong đất. Giúp bộ rễ phát triển khỏe, dài và sâu hơn, giải pháp tối ưu khi dùng để điều trị các loại đất trồng đã có lịch sử bệnh tuyến trùng và lần thuốc hóa học, tăng năng suất cây trồng. Hướng dẫn sử dụng, xử lý hạt giống, hom, nhúng cành, 100g trên 20 lít nước, nhúng sau khi đã xử lý khử trùng bằng thuốc, nếu có, phòng ngừa sương rễ. 5kg trên 1 hecta hoặc 1kg trên 200 trụ, gốc trên 2000m2, rễ đã xuất hiện nốt u sương. 10kg trên hecta hoặc 1kg trên 100 trụ, gốc trên 1000m2, có thể dùng liều gấp đôi khi cần thiết. Cách dùng: hòa nước tưới trực tiếp hoặc trộn chung với phân hữu cơ vi sinh, phân lân khi bón lót, phân NPK khi bón thúc. Mọi chi tiết xin liên hệ website thuykimsinh.com, hotline 0286275296, không Zalo 0963970770. Kính chúc quý bà con sức khỏe, canh tác tốt và có một mùa bội thu. Xin chào và hẹn gặp lại.